Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau đây là phần tin Việt Nam và đời sống mở đầu với Mỹ Vân. Kính thưa quý vị, một bản tin về tình trạng sức khỏe của Hòa thượng Thích Quảng Thanh, một bản tin từ thành phố Santa Ana của Nhật báo Viễn Đông. Mấy ngày vừa qua, Phật tử ở quận Cam đã xôn xao khi hay tin Hòa thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, lâm trọng bệnh và bệnh viện đã khuyên thân nhân hãy đưa Hòa thượng về chùa tịnh dưỡng. Buổi tối thứ Tư, ngày 5 tháng 6 năm 2019, phóng viên của báo Viễn Đông đã đến gặp Hòa thượng Thích Giác Sĩ, viện chủ tổ đình Giác Lý để hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Hòa thượng Quảng Thanh như thế nào. Với nét mặt thoáng buồn, Hòa thượng Giác Sĩ cho biết Hòa thượng Thích Minh Mẫn nói với thầy 2 hay 3 ngày nữa Hòa thượng Quảng Thanh sẽ đi vì bệnh ung thư gan đã ở giai đoạn cuối. Chúng tôi cũng được Hòa thượng Giác Sĩ cho biết một số chư tôn đức đã vào thăm Hòa thượng Quảng Thanh và Hòa thượng Thích Chân Thành đã khóc rất nhiều vì không nén được xúc động. Về ngôi chùa Bảo Quang thì Hòa thượng Quảng Thanh đã làm giấy tờ trao lại cho người cháu là một thượng tọa từ Texas sang cai quản. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Năm, nhóm phóng viên báo Viễn Đông đến chùa Bảo Quang thăm Hòa thượng Quảng Thanh. Trước cửa phòng có dán giấy yêu cầu mỗi người chỉ được thăm một phút, không được chụp hình, quay phim để thầy an dưỡng. Ngoài cửa có một nữ Phật tử mặc áo màu đà đứng canh chừng và một số Phật tử đang đợi để được tuần tự vào thăm. Nét mặt người nào cũng lộ vẻ buồn bã, lo lắng. Khi chúng tôi vào, thấy Hòa thượng nằm trên giường bất động, mắt nhắm nghiền, hai nữ y tá đang chăm sóc. Ở góc phòng, Hòa thượng Thích Chân Thành đang tiếp chuyện mấy Phật tử nên chúng tôi không hỏi thăm thầy được. Tuy nhiên, một huynh trưởng gia đình Phật tử mặc áo đồng phục có huy hiệu gia đình Phật tử đứng gần giường của Hòa thượng Quảng Thanh cho chúng tôi biết. Theo lời bác sĩ thì 2 hoặc tối đa là 3 ngày nữa là Hòa thượng Quảng Thanh sẽ ra đi. Ông nói hôm nay là ngày thứ nhất. Nhóm phóng viên đã cảm ơn vị huynh trưởng và xin thông báo đến quý Phật tử để cầu nguyện cho Hòa thượng. Hòa thượng Thích Quảng Thanh năm nay được 68 tuổi, quê quán Bình Thuận và xuất gia từ năm 1964. Kính thưa quý vị, công ty Sharp muốn chuyển hãng vi tính từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hãng tin NSK của Nhật Bản vào hôm 7 tháng 6, 2019 trích các nguồn tin cho biết công ty Sharp có kế hoạch tạm thời chuyển sản xuất máy tính cá nhân sang Đài Loan trước khi chuyển sang sản xuất sang nhà máy mới tại Việt Nam. Nhà máy mới của Sharp dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động sau tháng 10 năm nay. Theo NSK, Sharp ban đầu dự định sản xuất các linh kiện điện tử tại nhà máy đặt tại Sài Gòn, nhưng rõ ràng là Sharp đang thay đổi kế hoạch trong bối cảnh mà mối căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung vẫn tiếp tục. Đây là một hành động đáng chú ý sau các thông báo của nhiều công ty đa quốc gia về việc chuyển sản xuất sang Việt Nam để tránh các tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Trước đó, vào tháng 5 năm 2019, nhà sản xuất giày dép Brooks Running của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ chuyển phần lớn sản xuất giày từ Trung Quốc sang Việt Nam trong năm nay. Kính thưa quý vị, tàu Trung Cộng tiếp tục tấn công, cướp tàu cá Việt Nam. Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam đã bị tàu Trung Hoa tấn công và cướp 2 tấn mực khi đang hoạt động ở gần khu vực quần đảo Hoàng Sa hôm ngày 2 tháng 6 vừa qua. Truyền thông trong giới trích lời giới chức biên phòng Quảng Nam cho biết như vậy vào hôm ngày 7 tháng 6. Tàu cá bị tấn công của ngư dân Trần Văn Nhân với 10 thuyền viên đã cập cảng Kỳ Hà, Quảng Nam vào ngày 7 tháng 6. Ngư dân Trần Văn Nhân cho giới chức địa phương biết tàu cá của ông bị tấn công vào khoảng trưa ngày 2 tháng 6 khi đang ở cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 22 hải lý. Các thuyền viên đang nghỉ trưa thì bất ngờ có một tàu sắt sơn màu trắng có treo cờ Trung Hoa đã ập đến áp sát tàu. Sau đó, tàu Trung Quốc thả cano mang theo 6 người cầm vũ khí lên tàu cá Việt Nam tra hỏi và khẳng định vùng biển mà các ngư dân Việt Nam đang hoạt động thuộc Trung Hoa. Những năm gần đây, tàu Trung Hoa đã nhiều lần tấn công, bắt giữ, thậm chí đòi tiền chuộc đối với ngư dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam bị cách chức. Hãng tin Yonhap vào hôm 6 tháng 6 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết đại sứ Kim Do-jin vừa nhận quyết định cách chức từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương thuộc Chính phủ Hàn Quốc. Ông Kim được bổ nhiệm làm đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam từ tháng 4 năm ngoái.
Bộ Ngoại giao Nam Hàn đề nghị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra sau khi có thông tin ông Kim vi phạm đạo luật chống tham nhũng của Nam Hàn. Tháng 10 năm ngoái, ông và gia đình được cho là đã nhận tài trợ tiền vé máy bay và khách sạn khi tham dự một lễ khai mạc sân golf ở Việt Nam. Ông Kim cũng bị cáo buộc nhận điện thoại đắt tiền từ một đơn vị khác. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam còn bị cho là cư xử kiêu ngạo và độc đoán với quan chức trong đại sứ quán. Ông Kim đã bác bỏ những cáo buộc nêu trên. Nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã quyết định sa thải ông trong cuộc họp vào cuối tháng trước và gần đây mới thông báo cho ông về quyết định này. Kính thưa quý vị, Việt Nam hối thúc Google kiểm soát chặt chẽ các nội dung trên YouTube. Báo Tiền Phong hôm ngày 6 tháng 6 đã trích thông tin từ Bộ Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết ba sai phạm chính của Google Việt Nam là cơ chế quản lý nội dung đăng tải lỏng lẻo, không kiểm soát được hoạt động đăng quảng cáo và cho phép người dùng mua quảng cáo trực tiếp với YouTube. Google không thông qua đại lý quảng cáo trong nước. Và trong khi đó, theo giới chức Việt Nam, thì thời gian qua, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip độc hại trên YouTube, theo yêu cầu của Bộ, nhưng do kiểm soát còn lỏng lẻo nên vẫn còn nhiều video xấu, độc hại khác xuất hiện trên YouTube. Theo Bộ Phát thanh, những nội dung sai chủ yếu là gợi dục, kích động bạo lực, giang hồ mạng, cổ vũ cờ bạc, ma túy, sử dụng nhạc và hành vi vi phạm bản quyền. Báo cáo minh bạch mới đây của Facebook cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, số nội dung bị giới hạn từ Việt Nam đã tăng hơn 500% so với 6 tháng trước đó. Nguyên nhân là do Việt Nam thắt chặt kiểm soát nội dung trên các trang mạng xã hội. Người Czech đang thay đổi phong cách uống bia. Trong nhiều thế hệ qua, người cộng đồng Czech đã tiêu thụ khối lượng bia lớn nhất trên thế giới trong các phòng được ốc gỗ của các quán bar địa phương của họ, nơi mà tất cả trông giống như nhau, cho dù là loại bia thương hiệu hay là bia tự vòi. Nhưng thì hiếu đang thay đổi ở đất nước này. Giới trẻ người Czech ngày càng xa lánh các quán bar truyền thống và các nhà sản xuất bia nổi tiếng thế giới đang tìm cách làm thay đổi văn hóa uống bia với các quán bia sáng sủa và rộng rãi hơn, được thiết kế để thu hút đám đông trẻ hơn, sành điệu hơn. Kể từ năm 2009, người Czech đã tiêu thụ nhiều bia tại nhà hơn ở các quán bar, theo Hiệp hội Bia của Czech cho biết. Năm ngoái, thì doanh số quán rượu đạt mức thấp nhất trong một phần tư thế kỷ. Pavel Borowicz là nhà xuất bản của một tạp chí công nghiệp sản xuất về bia cũng cho biết các nhà máy bia đã buộc phải điều chỉnh cách bán hàng của họ cho người uống do sự cạnh tranh từ các nhà máy bia độc lập nhỏ hơn. Hiện nay, các nhà máy bia tại Cộng hòa Czech cũng đang tìm đến các thị trường nước ngoài để bù đắp sự sụt giảm trong nước. Kính thưa quý vị, Denzel Washington nhận giải thưởng thành tựu trọn đời tại AFI Gala. Diễn viên huyền thoại Denzel Washington bổ sung một thành công khác vào bộ sưu tập chiến lợi phẩm phong phú của mình. Anh được vinh danh với giải thưởng thành tựu trọn đời tại gala AFI tối qua, ngày 6 tháng 6. Nhiều nhà sáng tạo hàng đầu trong ngành công nghiệp điện ảnh, bao gồm cộng tác viên thường xuyên Spike Lee, Ava DuVernay, Issa Rae, James Fox, Chadwick Boseman, Michael Jordan, và thậm chí cả Beyoncé đã có mặt tại nhà hát Dolby ở Hollywood để vinh danh người hai lần đạt giải thưởng Academy Award. Nữ diễn viên huyền thoại Cicely Tyson đã chia sẻ bà đã quan sát sự gắn bó của Washington với vợ Paula và gia đình của họ. Tyson cho biết họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu và đó là lý do tại sao họ vẫn ở bên nhau. Giải thưởng AFI sẽ được phát sóng vào ngày 20 tháng 6 trên TNT và sau đó là các bài thuyết trình trên mạng TCM. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 18.14. Chúng tôi xin kính chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật an bình và đầy hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt.